bạn nha. Bữa mình đi chích được mớ cá nè các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Một con cá chê với lại mấy con cá sấu này. À, mấy con cá sấu này mình sẽ hấp xả nha. Còn con cá chê này mình sẽ lấy phần nửa mình nướng, còn phần nửa mình khô khô nha. Cái món này mình sẽ lặt ra mình bóp giấm nha cả nhà. Đó. Con cá này thì mình sẽ nướng nha. Cá chê này tầm gần cả ký á, con này á. Chồng mấy bữa nay nó ốm này. Rồi thì giờ mình sẽ biến mấy con cá này cho các bạn xem. Rồi các bạn ơi. Thì bây giờ cá mình làm xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem chuẩn bị đem đi hấp xả nha. Cá chê thì mình sẽ nướng nha. Với lại mấy khứa mình khứa ra đó mình sẽ khô khô. Rồi bây giờ mình sẽ vô tiến hành chế biến nha cả nhà. Mình chế biến dầu ăn vô. Đó. Xay xay cho cái nồi nó nóng cái. Nó nóng đều, nó dầu nó đều. Để miếng tỏi vô, tỏi tới bằm sẵn nha. Wow, thơm quá. Rồi, bây giờ mình sẽ để cá vô. Đó, mình sắp cho nó nằm vậy nha. Để lên đất xả. Rồi, sau đó chúng ta đổ miếng nước vô. Cho nó vừa xem xét cá được nha cả nhà. Đó, để nhiều quá mình cũng không có ăn nước nhiều đâu. Tại chủ yếu là mình để nước cho cá nó chín thôi. Rồi, xả này để cho nó thơm. Với lại lúc nãy mình cháy mỡ tỏi rồi cho nó bán mùi tâm của cá đi. Thường người ta hầm người ta cũng không có để cháy mỡ tỏi, nhưng mà mình thì mình sợ cá nó tanh nên mình cháy mỡ tỏi trước nha. Rồi sau đó chúng ta để miếng hạt nêm. Ít miếng hạt nêm vô. Ít bột ngọt. Rồi. Rồi mình sẽ để nắp lại chờ cho cá nó chín là mình sẽ nhắc xuống ăn thôi nha. Thì trong cái lúc mình chờ cá sấu của hầm xả của mình chín thì mình sẽ ra mình nướng cá chê nha cả nhà. Rồi trong khi lửa than mình nó đã được thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nướng cá chê nha. Thì trước khi mình nướng mình phải quét lên cái dĩ nha. Cái dĩ này sợ nó dính thì mình quét nó lên nha. Quét dầu lên, một lớp dầu lên cho nó được dính cá nha. Đây, cá chê của mình đây. Wow, bự quá vậy. Thì trong lúc mình nướng mình quét lớp dầu lên cho nó đừng dính với cái gì. Giờ mình sẽ vô trong chổng mình coi lại cái nồi cá sấu của mình hầm xả coi nó sao nha. Quá, wow, nồi cá sấu mình quá trời sôi rồi. Ôi. Thơm nức mũi luôn cả nhà ơi, nhìn ngon quá. Mình để lửa nhỏ nhỏ như vậy nè, cho nó chín đều nha. Đó. Trong khi mình chờ đợi nướng cá thì mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Rồi, mình đẩy lên cho nó. Để lửa nhỏ nhỏ cho nó chín đều. Sáng mình có giới thiệu cái rau muống đó. Thì giờ mình sẽ rau muống này mình chế biến rồi, mình lặt lá rồi mình bóp, mình ngâm muối mình bóp rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình trộn cái nước sốt của nó vô nó là được nha. Này mình làm tỏi với ớt với lại chanh, đường, nước mắm, bột ngọt. Này mình sẽ tiến hành mình trộn gỏi cái nữa là xong rồi đó. Gỏi này mình ăn với cá nướng nha. Này không có rau đâu, mình mùa dịch mình chỉ hái cái ngoài ruộng được rau muống, ít rau muống mình về mình bóp giấm thôi. Cái nước sốt nhìn kẹo ngon ạ. Rồi. Tiến hành mình trộn nó là được. Mình thấy một thao gì chứ mình trộn xuống còn hồi nó xèo lên là còn xíu rồi các bạn. Rồi, mình để đây chút xíu cho nó thấm cái rồi mình ăn mình dọn lên nha cả nhà. Cái của mình đang nướng nha, nó xèo xèo mỡ luôn. Nãy giờ mình trộn gỏi với lại mình coi cái nồi cá sấu hấp xả của mình
giờ mình thấy sau một hồi mình lăn le bò lết để mình nướng thì cá mình cũng chín rồi nha. Wow, nhìn dạng ngon ghê không? Hấp dẫn quá. Rồi, đây các bạn ơi, cá nướng mình vàng que luôn nha. Rồi, giờ mình vô mình dùng bữa với mình thôi cả nhà. Rồi, còn đây là cái nồi cá sấu hầm xả của mình, nó đang sôi sùng sục luôn đó. Giờ mình sẽ tiến hành mình nhắc nó, mình gấp nó ra nha. Khi gấp nướng cá này mình gấp ra đi. Wow, nhìn ngon chưa? Cái nước thì cũng ngon lắm các bạn. Đó, mình để mấy con xả lên cho nó thơm, rồi mình phải gặm xương xương đâu. Rồi, mình chắc lấy cái nước luôn nha. Nước nhìn vàng ngon quá. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình vô dùng bữa với Dương nha cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, thì bữa cơm đạm bạc mình hôm nay có là rau muống này mình hái vào đồng về bóp giấm nha. Rồi cá này là cá sấu mình hấp xả nha. Cá chê thì mình nướng chấm với nước mắm gừng đây cả nhà. Rồi Dương mời cả nhà dùng cơm với hai chồng Dương cả nhà ơi. Thì bữa cơm đà bạc, bữa mình đi gà được mấy con cá này, mấy con cá sấu này nè. Cá này nó xấu quá nhưng mà mình nghe nói là nó ngon lắm. Thì mình có làm hấp cái món cá hấp xả nha. Thì mình sẽ là ăn thử rồi nó có ngon giống như người ta nói không nha. Mời cả nhà nha. Cá này mình làm sạch, mình mổ bụng ra làm sạch xong rồi mình để nguyên cái dãy luôn vậy này nha. Cái đầu mình lúc mà mình em đưa cái thao vào cho anh bỏ cái dãy nó qua. Lên xong rồi mình lột cái dãy nó ra vậy nè cả nhà. Bỏ. Đó. Đó, mình lột rất là dễ lột nha. Trời ơi, trứng kìa. Ừ, nó có trứng ngon á. Wow, wow, này dễ lột ghê không? Mình chỉ ôi hai cái trứng quá to rồi. Anh lột này cho dễ nha. Anh thử cái món cá sấu hầm xả coi, anh thấy hấp dẫn quá nè mà không biết sao. Đây nha cả nhà ơi, thì cái con cá này nó xấu, mình đặt là con cá xấu nha, mình cũng không biết con cá là cái gì, mình thấy người ta cũng ăn hay ăn trên mạng, người ta cũng hay kêu là con cá lau kiến gì đó, thì mình bắt về mình hấp xả giống như người ta ăn thử nó sao. Thì giờ mình sẽ review cho các bạn xem nha, mời cả nhà dùng con cá này, cá xấu này với Dương nha cả nhà. Đây, mời cả nhà dùng với Dương cả nhà ơi. Mời cả nhà luôn nha. Thịt nó ngọt à, thịt gà không bằng luôn em ơi. Ngon ha. Ngọt ghê luôn á, thơm mùi xả nè. Ngon quá cả nhà ơi. Món gặp cá này chắc bắt hết luôn á, chấm muối tiêu chanh ngon quá à. Thịt không à, nè. Thịt không là không có thịt. Mình gì? Mình thấy nó ngoài xương vậy đó, da dẻ nó gai góc không, nhưng mà thật sự ra trong thịt nó rất là ngon nha cả nhà. Nó cũng ít xương hơn mấy con cá khác nữa nha. Ngon quá cả nhà. Để mình dùng thử cái món rau muống đồng bắp gỏi nha. Ngon quá. Rau muống này rau muống đồng nó giòn. Lúc nãy mình có ngâm nước muối á, mình bóp lúc mình bóp mình ngâm nước muối. Giờ nó giòn ghê luôn. Để mình thử miếng cá chê nướng nha. Đây. Thì hồi nãy mình sợ nó bự quá nó không chín nên mình cắt nó ra làm hai nè. Đó, cho nó chín đều cho nó ngon. Wow, món cá chê. Cá này bữa mình đi gà với mấy anh em ở xóm luôn nè. Mình gỡ mấy cái xương ra cái mình táp một cái cho các bạn xem nha. Cá chê này á thì phải chấm với mắm gừng nha các bạn. Đây mình bỏ đũa xuống bóc chấm luôn nè. Nó ngon nè. Đây. Nước mắm gừng. Mời cả nhà dùng cá chê nướng chấm mắm gừng. Ngon quá.
Đạm bạc của hai chồng mình nha. Mùa dịch thì mấy cái món này là mình không có mua cái món nào hết á, để mình thử miếng nước nó nha. Ngon quá, nó ngọt cái nước thịt cá đó, nãy mình có để miếng hạt nêm đó với lại bột ngọt, rồi có cái mùi sả nữa, nó thơm, rất là thơm. Các bạn mà bắt được cá này, các bạn làm thử giống như mình ăn thử đi. Nó sao nha, mình không quảng cáo đâu, cá này ngon hơn thịt gà luôn. Cái con bự nãy nó có hai cái trứng đây, đây cái trứng mình ăn luôn, vợ mình không thích ăn trứng, mình thì thích. Đây mời cả nhà dùng cái trứng cá sấu với mình nha. Wow, cái trứng này nó béo ghê, ngon. Chua cay cay có vị tiêu quá. Nó ngon. Cái ớt cái dưới nó nè, thịt với thịt gà luôn. Còn thịt đấy mang đi. Cá chê chấm nó mắm gừng. Đây, mời cả nhà dùng cá chê nướng với nước mắm gừng nha cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, buổi cơm đại bạc của hai chồng Dương tới đây Dương xin kết thúc nha cả nhà. Mọi người có xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha cả nhà ơi. Thì mùa dịch Dương đi bắt được cái gì thì quay cái đó. Mọi người có xem thì ủng hộ kênh của Dương. Dương chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại clip sau cả nhà ơi.